khỏe, vui vẻ. Rồi, cô cảm ơn con ha. Dạ, cô yêu cầu miền Tây quê tôi mà hôm nay con kia con không biết chuẩn bị nhạc. Con hát chay được không ạ? Dạ, cô chú chị ở dưới có thuộc thì hát theo con, hát chay theo con được không ạ? Dạ, mới vô sao cô nhắc không con quên. Miền Tây quê hương à. Miền Tây quê hương ai về ai nhớ ai thương. Vừa qua Long An chờ đào hương lúa còn dương, Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phương, Rạch Miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa, qua cầu Cần Thơ nối vui đôi bờ sông Hậu Giang, sóng trăng đón chờ nghe lời rao, cô nàng mang bánh ngon mua giùm em. Từ chối đành sao lời rao chân thật, từ chối đất quê mình. Yêu sướng sở tôi yêu, nghe tiếng ai đàn lạ lơi câu dòng cô. Về thăm mảnh đất An Giang, châu đông biên bàn 23 tháng 4. Đi lễ dân hương cầu mong gia đạo bình an, đi lễ dân hương cầu mong gia đạo bình an. Dạ. Dạ, cảm ơn cô chú chị rất nhiều ạ. Dạ, hôm nay ai là người miền Tây hả? Nói là miền Tây hèn chi là yêu cầu hát bài về miền miền Tây quê tôi. Dạ. Dạ, mày đó không được bị đánh bản quyền. Chiều chiều anh đứng ngó bên sông, buồn thương con sáo sầu khi lúa mùa đổ đồng thơm bông. Buồn cho con sáo sầu nó lẻ bay sâu lòng mà bay. Ai nhấn tay trên đồng, anh thương em bên này không dám lời sang bên đó. Em nhắn gửi lời thương theo tiếng chim sao bay trên đồng, rằng sẽ hẹn mùa sau anh gánh lúa về nhà.
Dạ trà Trinh miền Đức Phúc hả? Rồi lâu rồi con không hát hả, con quên luôn á. Dạ 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 cổ hả? Dạ lá đầu xanh tiếng ha. Con biết cái bài lá đầu xanh là con hát cái sân khấu này biết bao nhiêu lần luôn á. Hơi sẵn hát chay, con hát thêm một câu vọng cổ được không ạ? Em mưa với anh khi mình nợn duyên nên thì một lá đỏ xanh cũng nên giờ anh sẽ đến mặt trời.
một anh đi. Chỉ em mỗi một lần đau mà khi em mỗi sáng cho luôn. Anh yêu em khi em đã còn xây dựng nhau. Lại gần một anh đi. Dạ cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Dạ và hôm nay thì theo con được biết thì có rất là nhiều ca sĩ còn ở bên trong, đặc biệt là còn chú Quân Lê nữa. Thì con xin phép được bài hát này cũng là bài hát để chia tay cô chú anh chị ở đây. Và hy vọng là một ngày nào đó, một ngày gần nhất chứ, sẽ gặp lại cô chú anh chị. Dạ, xin cảm ơn cô chú chị rất là nhiều ạ. Và hẹn cô chú chị một ngày còn nhất hả? Nhiều nha, cái màu xanh này là phải fan của ai vậy?
Khi mà vừa giới thiệu Quang Lê thì Quang Lê bước ra đây thì Hồ Văn Cường gặp Quang Lê rồi ôm chú Quang Lê rồi nói là con chụp cái chú tắm nha. Thế là đứng chụp cái cháu tắm rồi ra đi trễ 3 giây mong quý vị bỏ qua cho mà. Hello. Trời ơi, hạnh phúc quá trời, đầu năm ngày 8 tháng 3 là mình phải tặng nữ mà giờ nữ tặng mình thì mừng quá. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Wow, hôm nay là mọi người cô Lê để ý là thấy mặt màu xanh này là màu fan club đúng không ạ? Oh, hay quá. Thế là mai mốt cô Lê mới chọn cái màu nào cho FC mình nhỉ? Wow, rất là vững mạnh đấy. À, bây giờ thì phải nói là hôm nay lần đầu tiên hai chú cháu hát trong một chương trình rất là đặc biệt. Và Quang Lê thích xong ca hả? Bây giờ kêu Hồ Văn Cường ra đây. Con đâu, con có thể ra lại đi không à? Hay là con đi rồi? Con bỏ hả? Có ai cầm dùm hộ tôi bó hoa được không à? Rồi. Bây giờ là ai cầm dùm mình thì mình nói chuyện với con mình cái. Rồi, bây giờ là con thuộc bài nào của chú không? Hay là chú thuộc bài nào của con không? Vương Tóc Mạ Non được, chú ráng chú nhớ lời nha. Dạ, con cũng không có nhớ. Hay là bài... con nhớ bài Về Quê Ngoại không? Vương Tóc Mạ Non cái chú cháu mình cứ ca đi nha. Dạ, nhớ đâu ca đó nha. Con có nhà không? Dạ không, chỉ là con tuổi hai chú cháu mình hát chay. À, bây giờ mình cứ chọn một bài nào có nhạc hát cho nó vui. Hay là con thuộc cái bài Cô Hàng Xóm không? Hay là con thuộc bài Về Đâu Mấy Tóc Người Hương không? Chú nhắc con. Con nghĩ là bài Hương Tóc Mà Non. À rồi, Hương Tóc Mà Non. Con hát ra cái con cũng được ha. Vậy chứ bây giờ nhạc của con là bài nào chú có thể hát cho con được mà. Bài nào của con có nhạc á? Đêm Tâm Sự hả? Nửa Đêm Ngoài Phố. Buồn Màu Hồn Không Đen hả? Chơi. Lần đầu tiên phải nói là con lần đầu tiên con được hát chung với chú Lê thì con cảm thấy rất là run luôn. Con có gì thương xót chú đừng có. Cảm ơn con. Hôm nay là kỷ niệm. Thật ra hồi đó là chú xem chương trình chú rất là ái mộ con. Đúng rồi. Nhưng mà sau này là con là của gia đình khác nên chú kiếm khi gặp con để hát. Hôm nay con là riêng con thì chú hát cho con nhé. Đêm Ngoài Phố. Bây giờ là chị quay cho em không luôn á. Bài này là hôm nay là chú ca cái con nha, chứ chú không có nhớ lắm nha. À, mà chú nhớ chỗ nào thì chú ca chỗ đó nha. Vậy là mình có nhạc chưa? Dạ. Trong thời gian mà chưa có nhạc đó, mình tự động mình hát chay đi. Dạ.